các bạn thực hiện phép nhấn 505 với 505 Đấy. thì ngoài cách thông thường thì chúng ta làm như sau đầu tiên ta lấy 5 nhân 5 là 25 các bạn đặt ở vị trí này rồi lấy 50 và 50 nhân lại với nhau là 2 500 các bạn nhé rồi tiếp tục cộng với 50 thì đây sẽ là 2550 2550 thì các bạn em chuyển về vị trí phía trước này 2550 đấy vậy kết quả là 2 025 các bạn nhé các bạn có thể kiểm tra điều này không phải thì bỏ túi